Xin chào mọi người, mình là Cường AT. Đã lâu lắm rồi mình không làm hướng dẫn Photoshop. Ở đây có mình có một bức hình như sau. Và sau bài hướng dẫn này, các bạn có thể làm biến bức hình nó thành như thế này. Nó có những cái mặt sóng, nó có những cái gợn sóng lăn tăn như thế này. Đơn giản, các bạn đầu tiên các bạn kéo thả bức hình vào Photoshop. Ok. Tiếp theo các bạn nhấn chuột phải vào Background, chọn Convert to Smart Thread. Tiếp theo chúng ta nhấn phím C, phím cờ và ra chuột xuống đây, kéo, bắt đầu chúng ta kéo xuống như thế này. Phần dưới đây mình là chính là phần phản chiếu. Các bạn nhấn phím V cho bàn phím. Ok. Các bạn nhấn phím Ctrl 0 thế này. Tiếp theo chúng ta nhân đôi cái layer 0 này bằng cách nhấn Ctrl J. Chúng ta sẽ để kéo để cho nó làm layer ở bên dưới. Các bạn nhấn phím Shift và kéo chuột này đây. Ok. Các bạn nhấn phím Ctrl T, chuột phải, chọn Flip Vertical như thế này. Ok. Tiếp theo các bạn vào Filter, chọn Blur, Motion Blur. Angle các bạn để là 90 độ và Distance các bạn để khoảng 31% như thế này. Ok. Các bạn lại tiếp tục vào Filter, Distort, Wave. Các bạn để thông số như mình 100. Ở Number các bạn để 100. Ở Wave Length các bạn để thông số là 1 18 18. Tiếp theo là 1 21. Tiếp theo là Horizon là 100% và Vertical đây là 1% như thế này. Xong các bạn nhấn Type, các bạn để là Sync và Under File các bạn để là Repeat Edge Pixels như thế này và nhấn OK như thế này. Chúng ta sẽ chụp tiếp vào biểu tượng này và chọn là Color Balance. Ở hàng thứ ba này các bạn kéo nó khoảng 50 như thế này. Ở hàng thứ ba yellow blue các bạn kéo để thông số khoảng 50. Các bạn tiếp vào biểu tượng này. Ok, đây là xong. Các bạn giữ nguyên phím shift và tiếp vào layer 0, copy như thế này. Nhấn phím Ctrl G để đóng folder lại như thế này. Các bạn đặt tên là đáy 1. Chúng ta lại nhân đôi cái đáy 1 này bằng cách nhấn Ctrl J. Các bạn đặt tên là đáy 2, đổi tên thành đáy 2 thế này. Thì các bạn mở cái folder đáy 2 này ra. Ở cái layer không copy này thì các bạn tiếp vào, các bạn double vào wave, nó sẽ mở ra một hộp thoại. Thì ở đây các bạn để thông số như sau: number 1, wavelength 27, mask là 28. Tiếp theo là 1, mask là 21. Mask 1 mình nhầm, thì tiếp theo là min là 2, max là 3 như thế này. Ok. Tiếp theo các bạn tích vào cái biểu tượng mặt nạ này, chọn màu sắc của con chó là màu đen, nhấn phím B trên bàn phím và chúng ta bắt đầu quét một cái đường như thế này.
mình nhầm. Thì tiếp theo chúng ta cho opacity, opacity khoảng 50%. Chuột phải, chọn cỏ này, con cỏ thứ năm này, ok như thế này. Thì các bạn muốn tăng giảm con tăng giảm kích cỡ thì các bạn nhấn phím này, phím trái phải này, ngoặc kép trái phải này, thì các bạn bắt đầu quét nó. Ok, tiếp theo nó sẽ có một cái lỗi ở chỗ này, các bạn tiếp vào cái layer không, qua thành công cụ V như thế này và giữ nguyên phím shift, chúng ta bắt đầu kéo nó xuống. Ok, như thế này. Để bức ảnh được hoàn thiện thì nó có còn lỗi hai cái trắng này, các bạn nhấn phím C, chúng ta kéo như thế này. Ok, chúng ta có một cái bức ảnh như sau. Để xuất ảnh chất lượng cao thì các bạn nhấn Ctrl Shift S, mình sẽ lưu ở desktop và chọn là JPEG như thế này, save, nhấn OK, bạn có thể thoát Photoshop được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Mình là Cường ET, nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình.